con không có tiền, con nghèo lắm chú ơi. Hai đứa gái nghèo, còn mấy đàn trai đi vô bên biển không mà. Rồi bây giờ tuổi già thì có mong muốn gì không cô? Mong muốn gì, chú nghèo mà chú mong muốn gì? Có mong ước gì không? Không, ai cho gì chú hưởng cái này mà chú mang ơn. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Dạ, xin chào cả nhà. Hôm nay Trung quay lại nhà của một cái đám tang vừa rồi. Dạ, Danh Thương hả? Thương. Dạ, Danh Thương. Nhà của một đám 44 tuổi là mới vừa mất. Xong hôm qua thì hôm nay cái Mạnh Thường Quân có gửi tiền thì Trung ghé lại để thăm gia đình. Để xem hoàn cảnh gia đình sau đám tang thì như thế nào luôn cái gì nha. Chào cô. Cô đi đâu vậy? Dạ con đi lượm mũ, về lượm mũ nuôi sống ơn vậy đó. Sống mình hả? Dạ. Ở nhà đâu? Không có nhà, có cửa, đi lang thang đó, giờ đi lượm vậy. Rồi tối ngủ đâu? Ngủ nhờ nhà anh ta. Ngủ nhờ nhà ta hả? Dạ. Mà giờ không có tiền bạc, giờ mình đi lượm vậy nè. Giờ mình sống ơn. Giờ bán được bao nhiêu? Dạ không được nhiều tiền nữa. Vậy hả? Dạ. Rồi đeo không biết thì con nói chuyện coi. Rồi xe đạp ngầu quá vậy, trái dừa đâu đây vậy? Mới lụm á, anh ta cho ăn trái đó. Dạ. Dạ. Ta cho ăn trái dừa á. Trái này giống như bị hư rồi. Dạ, anh ta cho ăn trái uống dọc đường á. Còn hả? Dạ, ta cho trái uống dọc đường á, anh ta thấy mình vậy đó. Thấy mình đi lụm nè, từ miếng gác. Hay... Dạ, cô có thấy lụm ở gần đây không? Dạ, gần gà đây không à. Lụm 2-3 bữa, cái ngầu cái không tiền cái đi lụm. Dạ. Lụm về sống ăn ơn vậy đó. Dạ. Giờ không có ai chứ. Giờ ơi, lụm đủ rác hôm nay nè. Mấy dạ. Chai rồi mũ nè. Dạ. Mấy đồ ngày sáng giờ lụm có nhiêu nè, lụm thùng rác nè, tay chân nè. Rồi xong rồi chút nữa cô đi đâu? Dạ. Không có đi đâu chứ á. Cô về nhà bây giờ chút nữa cô đi tới đâu á? Dạ, đi dài về. Dạ. Cứ nghĩ là đổ chùa. Mấy chăng nó định dạ. Tận hẻm đó không? Rồi cô đi về đó đi chút cô tới. À, dạ, cảm đâu? Ơn chú. Nhà bên kia hả? Với trang sắp chùa á. À, chú có biết sống hả? Sống có mình ơn nè, chú ơi. À, có sống có mình nè. À. Dạ, sống mình ơn, đi lượm mũ sống ơn. Dạ, dạ, được rồi. Để gặp, gửi cho cô chút quà cái nha. Thôi, sẵn gặp, đây gửi cho cô quà. Đây là của phần Mạnh Thường Quân gửi cô lì xì cho cô nha. Dạ. Gửi chút quà đây. Để dạ cảm ơn dạ. Cảm ơn chú tất cả trơn thằng mẹ luôn với mấy cậu mấy chú. Dạ cảm ơn mấy cậu mấy chú. Dạ không có gì ạ. Dạ. Dạ. Rồi dạ, cô đi ơn. Cô nha. Dạ. Rồi giữ gìn sức khỏe cô dạ, nha. Cảm ơn dạ chú. Dạ. Dạ. Đây là chú Nam mà thường xuyên chắc là gặp những cái cảnh mà dạ. Đi mà đi, mình làm từ thiện mà nhiều chỗ dạ. Cái hẻm đó là coi như là để chung vô cái là về cui luôn dạ. Thì bây giờ á bữa nay á thì anh em mình đi vô cái chỗ cái đám ma hôm qua mình lại coi sát gia đình người ta như rồi đám rồi như thế nào dạ. Sẵn mình nói bà con chút ra trái cây ha. Cho quảng cáo cho bà con là chú Nam thường xuyên có những cái trái cây đó. Bây giờ mình gần tới nhà của một người dân thương rồi nha, 44 tuổi đó. Đây nhà đây phải không chú? Không phải. Không phải hả? Đó, nhớ lắm á. Không phải, phải để không nhớ phải. Rồi à, đây nè. À, hôm qua cửa à, chào cô. Chào cô. Gia đình đâu hết rồi cô? Ơn tôi à. Còn mình hả? Thằng trai đi biển, thằng trai thứ năm. Dạ. Nghe nhà thất quá nè, nhà ta nói cất nhà tình nghĩa tình thương chứ cái là con đi hết trơn luôn hôm qua đám tang xong đi hết luôn hả? Con nó đem đi thờ ngoài dạ, đi thờ. Nhà trọ tao không cho đỡ dạ, thờ ở đâu hả? Thờ ở đâu? Nhà trọ với gì đi bển nè à, tôi dắt đi xa không? Nhà trọ 30/4 à, ở 30/4 luôn hả? Không, không hả, chợ Bắc Sơn biết đi con bệnh nó à, chợ Bắc Sơn hả? Dạ tôi chỉ đi nhà đi chị nhà. Tụi cô là gì của người đó? Bà già chồng. À già chồng hả?
Dạ, chụp hình này đó rồi anh trai chết là anh trai ruột thứ ba. À dạ. Nghe rõ chưa? Dạ rồi. Nhà vậy đó. Dạ. 72 rồi. Đó là anh trai ruột. Bây giờ đám ăn tang ở đây. Dạ. Cậu này có nói với hổm rồi đó. Mình gửi cho cô luôn được không? Bây giờ ngày gì nè. Cũng nghèo khổ. Để mình bây giờ bác nói như vậy rồi bây giờ mình cái nhóm từ thiện. Bây giờ cô ơi, bây giờ hẹn lại ngày mai đi rồi cô kêu cô đó qua đi chứ mình để nó cho nó phù hợp với nhau, cho nó trùng khớp mới được. Tại vì mình quay là cái clip là cái cô kia. Dạ. À, bây giờ có cô thì cũng cô không cảm. Nếu qua là... chợ Bắc Sơn là chú cô dẫn qua được phải không? Chợ Bắc Sơn á. Mà nó đi bên gì nó đi bán đồ, còn thằng tài thứ hai à. Còn dạ. Con nó. Dạ dạ. Cái thằng đổi tang ở đây cao và lần thứ hai đó. Dạ dạ. Có địa chỉ bên đó không cô? Địa chỉ nhà. Nhà chợ có à, có. Có cho con địa chỉ đi Đồng Tháp rồi. Đi Đồng Tháp rồi hả? Ừ. Wow. Đi bán đồ Đồng Tháp rồi. Ừ. Còn con cái thằng thứ hai đổi tang đứng bên đây đó. Ừ. Với hai thằng con nó đó là con riêng vợ nó, ba đứa mà con riêng. Dạ dạ. Ở cảm ơn cô cái gì đó con dạ. Gặp được trực tiếp bên kia rồi. Bây giờ điện con nhỏ kia gì không con, đó là con dâu. Dâu hả? Bây giờ cô mà. Cho cái số điện thoại dâu, đi có gì nào cổ về đi rồi mình hẳn qua thôi. Chứ tính gửi cho cô vợ đó, cô vợ của người mất đó. Biết là cô đó hiện tại đang ở đâu. Không được. Cái gì để cái gì ngày mai tôi sẽ quay lại đây để mà cho đúng cái đối tượng đúng người mà cần giúp đỡ. Dạ. Dạ 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 ok ạ. À. Dạ dạ. Rồi tụi cháu xin phép bác tụi cháu đi. Ở con đi, tôi con đi. Dạ dạ. Dạ. Chào cô. Hỏi trái cây bà con hàng xóm này sao? Bây giờ đây nè. Nè gì ơi, có ai ăn trái cây thì đi ra đây tụi con cho má. Ra ngoài xe đó. Đi ra ngoài xe. Dạ. Tôi thì ổi cốc. Ai mà có bầu thì ăn ổi ở cốc. Có bầu à, còn ai mà không có trẻ thì ta ăn cái giải. Mà ấy gì? Khiên vô rồi chia lại cho chia mấy cho em ta. Ai? Dạ. Ông này nè, ông Thành Trung nó cãi calamen hoài á. Dạ. Dạ. Bởi vì không ngờ ngồi chờ chút xíu đi. Ê ê. Bên kia cái gì đó vậy? Rồi bóp cái dần gãy đèn. Chưa bóp. Rồi đó. Chưa. Tại vì xe này nó khác hơn xe kia. Rồi nó ổi luôn. Đem vô chia ra. Vô chia ra nè. Vô chia ra. Rồi một cá ốc đúng rồi. Ổi không? Thôi. Rồi. Cho thêm thùng giải. Thùng giải đi. Một cá ốc đó đi. Cho thùng giải đi. Thùng giải cho không? Vậy vô người ta lọc lại nó chia nó đông luôn. Không, cái này bánh binh cho mấy đứa trẻ, mấy đứa nhỏ. Dạ. Vậy một coi. Ổi hả? Cho đi. À, thưa quý vị, theo bây giờ sau cái bàn lại thì cô cũng là mẹ với lại hàng xóm cũng nói là gửi cho cô cũng được. Thành ra là Trung quyết định là gửi cho cô nha. Đây là của chị Hồ Ngọc Diễm gửi cho gia đình của cô bị mất á, là 1 triệu. Dạ, con gửi cho cô nha. Dạ. Mỗi gì xin miếng à. Dạ, không, cái này là của Mạnh Thường Quân ta gửi đó cô nha. Dạ. Cái này gửi đưa cho con dâu tôi. À, bà lại đây làm gì bà hai? Dạ dạ. Hả? Dạ. Đi chơi hả? Bây giờ nè, nhớ chia cho bà hai rồi giải nha. Nha, bà hai về tụi con đem lại đến bà hai chia. Dạ dạ dạ. Cảm ơn nhiều á. Dạ dạ dạ. Mắt này không mà mắt đó. Ổi dạ dạ rồi, dạ, dạ gửi cho cô nha. Dạ. Không, cái này nhóm khác rồi. Hết hả? Hết rồi. Cảm ơn chưa đấy nè em. Chừng nào mà. Vô chồng kia. Chào quý vị, cô chú anh chị, chung với chú Nam bây giờ đi qua thăm một cái gia đình hai vợ chồng già đang sống đơn thân. Có mặc dù là có tổng cộng 17 người con, nhưng mà việc mà nhờ được những 17 người con này thì trở nên là khó khăn. Vì mà những con cũng nghèo quá, rồi ở xa, thậm chí là cũng không có về thăm nữa. Hai vợ chồng đơn thân này, chung lúc đó là chung nhận rất là nhiều cuộc gọi luôn á, là từ những người hàng xóm
muốn giúp đỡ, tức là cứ nhắn tin nó thăm là qua giúp như gia đình này. Thành ra là Trung đã qua quay một clip. Sau đó thì có một mạnh thường quân gửi cho Trung một phần quà để gửi cho hai vợ chồng. Bây giờ thì Trung đang quay lại cái hẻm này quý vị nha. Đây là cái hẻm xa ha. Trong này là trong hẻm này, hẻm nông thôn này. Dạ, hẻm nông thôn. Không biết là lâu rồi không gặp lại thì hai vợ chồng còn còn ông còn nào không, bà nào. Không biết là bây giờ có thay đổi gì không đây. Hết suối. Đây, trước mặt đây nhà đây. Đây, trước nhà 138/28. Chào cô chú. Xẹt 48. Dạ. Khỏe không? Dạ. Bây giờ được vụ nào đi không được nè. Được con ừ. Cái hôm nay có gì thay đổi không? Con đi biển hết trơn cái gì vậy? Dạ không, không có gì đâu, cái micro thôi. Dạ con đi biển hết à? Con đi biển rồi. Hôm nay con cái về thăm gì không? Hai mẹ con là hai vợ chồng ở đây rồi. Rồi ông ở nhà dưới, tôi ở nhà trên mình nói anh Trung. Đây là cái giò trụ trụ rồi nè. Cái giò trụ trụ rồi nè. Dạ. Đi không được. Đi không được luôn. Ừ, khóc hoài. Hai giò teo luôn rồi. Giò này teo hết rồi này, đâu có mà. Còn biến hết. Dạ, rồi hôm nay ăn uống rồi sao? Ăn cơm chút đỉnh chú ơi. Không có gì đâu. Ngồi đi chú. Dạ, đúng rồi, con đứng tí được rồi. Tới chú rồi. Nói lại chú là có bao nhiêu người con hết chú? Là 8 đứa mà nó không có... 8 đứa không? Ừ, cha gì đó. À, 8 đứa mà trước đó thì mình cũng có sinh nhiều đứa nữa nhưng mà không có sống. Ừ. Hiện tại đang có 8 đứa là đang còn sống. Còn đủ 8 đứa mà vợ, có vợ chồng tư viên hết rồi. Dạ. Dạ. Bây giờ tôi ngồi một chỗ thì tôi cứ đi đâu chú ơi. Giờ cắm chú trụ tiền không có nữa. Chạy đi lại đi. Mình đến đâm tôi đi, chạy cho tiền 200. À bữa trước hôm qua thì tay cho không cho tiền chú đỉnh hả? Dạ. Dạ dạ không cho chú đỉnh. Ông mày chở vô cho. Dạ. Tao biết tao vô tao cho. 200 ngàn. Tôi bỏ túi nè. Dạ. Tôi mua đồ, tôi bỏ túi. Con cái có cho tiền gì không? Con không có tiền. Con nghèo lắm chú ơi. Hai đứa gái nghèo. Còn mấy thằng trai đi vô bên biển không mà. Dạ. Vừa cái thằng đứa ra đứa đám mới về hai ba bữa gài. Vậy nó đi bằng giấy gì mà từ sáng giờ không về. Tôi không biết làm sao mà tôi kêu nó. Không có điện thoại để gì kêu. Năm nay là cô bao nhiêu tuổi rồi? 70 mấy rồi. 73. 73? Dạ. 73 mà thấy yếu hả? 73 thì... Con chết rồi đó. Dạ. Bây giờ nó... Bị tai biến nè, cái giờ tai bị nữa nè. Tai biến mà. Tai biến sao? Cái tai của cô không có được hoạt động được. Cái này là tôi nói chú nghe té. Dạ, té hả? Té rồi đi mà con té cái gì. Dạ. Cái tay gì nè, rồi cái giò nữa. Dạ. Yeah. Yếu đuối mà. Mà đặt giặt cái gì đâu mà. Thì cục đi. Bây giờ tôi ngồi ở chỗ. Rồi bây giờ tuổi già thì có mong muốn gì không cô? Mong muốn gì tôi nghèo mà tôi mong muốn gì. Có mong ước gì không? Không. Ai cho gì tôi hưởng cái đấy mà. Tôi mang ơn. Tôi cảm ơn người ta, tôi đại người ta nữa. Tôi quá, tôi chịu hết nổi chú ơi, tôi nghèo quá. Nghèo quá, chịu không nổi. Và chắc là cần có tiền để mà ai cho tôi sinh ai, sống ha. Ai cho 200 cái tôi để dành để tôi mua cá, mua đồ tôi ăn. Chứ làm sao. Bây giờ mình nghèo mà, mình làm giàu thôi được. Không đặng làm, mua cá. Hồi sáng bà đó bà bán cá, bà cho con nữa. Bà nào cũng đi bán cái gì cho tôi chút đi. Dạ. Thì cảm ơn chú nha. Cảm ơn tất cả hết trơn. Dạ. Con chưa làm gì mà cảm ơn gì đâu. Đâm tôi.
chăm tôi mà tôi cảm ơn. Tới thăm là cảm ơn rồi. Dạ thưa quý. Vậy là tụi cháu đến đây là thăm bác thì bác cảm ơn và cũng là quý tấm lòng của bác. Thì bên đây là cái nhóm từ thiện cũng ai đồng tôi cũng mang ơn. Tới thăm thôi là mang ơn rồi, thấy thương chưa? Tôi nghèo khổ mà tôi ngồi một chỗ mà cho tôi mà thương thương gì tôi mừng lắm. Dạ. Đây bây giờ con gửi tiền cho cô nha. Dạ, tiền gì vậy? Dạ, tiền của cô Hương ở quận 7. Dạ. Gửi cho cô 1 triệu. Dạ, cảm ơn. Để hai vợ chồng già lo ăn uống, nha. Dạ. Cô hả? Dạ. Để tôi kêu ông mua gạo. Dạ, mua gạo, trời. Mua gạo. Người ta đem người ta cho gạo dưới kìa. Ta cho gạo. Người ta nói với chú nghe. Người ta cho gạo cái người ta bỏ đi nè. Thì tôi bưng không được, tôi tan đi không, tôi kêu không chúng bưng lên 700 bao còn nhỏ gì đó, 1 ký, 7 ký, 8 ký gì, ăn đỡ. Rồi cơm nước bây giờ ai nấu? Ông nấu cho tôi ăn. Dạ, cũng còn khỏe. Cảm ơn chú ha. Dạ, rồi. 100 năm, 100 tuổi nha. Dạ. Cảm ơn tất cả hết trơn, tôi nghèo mà cho luôn tôi gì đó, tôi mừng lắm. Cô ốm nè. Dạ. Ủa mà thôi không sao đâu bà nha. Dạ. Dạ, cứ cố gắng giữ sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Dạ. Dạ. Thôi chào bạn đi luôn nha. Dạ. Hai dạ. Xin phép bà, bác tụi con thì lại đây lần hảo tâm thì lại trước là thăm bác. Dạ. Sau này thì cũng có nhóm Mạnh Thường Quân cũng gửi cho bác một cái bao thơ. Dạ. Thì tụi con tới đây thì cho bác gạo tụi con xin kéo lúc thì tụi con dạ. Dạ dạ. Niệm Phật. Người ta cho tiền ăn gạo thì niệm Phật đi. Dạ. Tôi bằng đêm tôi niệm Phật hoài. Tôi niệm Phật hoài nha. Rồi mấy chú cũng thương tôi để được cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn dạ. Tất cả. Dạ. Rồi được rồi. Rồi con đi dạ. Ơi, con đi. Dạ, dạ. Con xin cứu dạ. Bác tụi con đi. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt.